Đó. Đây là màn test cành Bahamas. Đó, của một cần thủ tập tạ. Mới lên được quả tạ này các bạn. Vì tạ này các bạn đoán xem bao nhiêu cân? Khá là nặng mà đang lên rồi, đang chưa nhấc nó lên. Đó. Mặt cần thủ có vẻ là khá là nhăn. Wow, đã lên rồi nhá. Đó, mình sẽ lấy nháp một chút. Mở cần thủ. Xem nào chịu đựng cần thủ có lên đi xem nào. Có chịu đựng được không? Khá là mệt đấy, đây là cục tạ của chúng ta 11 cân đấy đấy. Bánh này là 2 cân này, bánh này là đây 3 cân này, hai bánh này là 10 này, với cái thanh này nữa là tầm 11 cân đó. Cần ba mác của chúng ta lên nổi 11 cân nhất định nhất, thì câu cá chúng ta cũng nhất cá 11 cân hay cá bao cân các bác nhắc bảo mình cần còn còn chịu đựng được. Nhưng quan trọng là các bác có nhắc được lên không, phải có cần thủ tay to như này thì mới nhắc được nhá, mình hôm nay không nhắc được. Ok. Ok các bác, đây là cần câu Bahamas nha các bác nhé. Cần câu dòng dọc. Đó. Tải cá 69 kg. Đó. Các bác yên tâm về chất lượng của sản phẩm này. Đó. Đây, như mọi người nhìn thấy này. Chất lượng của cần này. Đó. Đấy, quen dòng dọc. Đấy, cần thì như sức tải mình vừa test rồi thì tải của nó lên đến 69 kg, nên các bác yên tâm kéo cá nhé. Còn cá lớn hơn thì dòng thôi, do dây của các bác nữa thôi. Đấy, các bác nhìn tổng thể của chiếc cần này thì nó là khoen tổng dọc, thì nó có 6 khoen, một khoen trụ này, một khoen đề ba đó. Đấy chỉ là chi tiết của nó. Khoen nào cũng là khoen hai dòng dọc như các bác nhé. Đó, thì cần này câu cả máy đứng và máy ngang đều được. Đầu bu của nó đây cho các bác xem, đó là đầu bu dòng dọc luôn. Đó. Ngọn của nó là 6,2 mm, gốc của nó là 57 ạ. Cần này thì nó nặng 21 này, nó sẽ nặng tổng thể của cần là 575 gram. Đó, thu gọn vào nó chỉ là 110 cm. Đó, sức tải của nó lên 69 kg nhá. Còn về cần của nó, chất liệu cần bằng carbon nhá. Cần bằng carbon. Nên là phôi cần thì nhẹ nhưng mà quan trọng là khoen dòng dọc này để chúng ta chịu lực tải. Cũng như là dây chạy qua đây nó trơn trượt đấy, nên là nó sẽ hơi nặng một chút về cái bộ khoen này. Bộ khoen này thì bộ khoen chống gỉ nên nó hơi nặng. Còn cái bát của nó thì là bát xoắn xoắn này nhá, thì cái bát này thì nó là khá là nhẹ vì nó làm chất liệu giống chất liệu của vỏ lon coca ấy, nhôm nhá các bác nhá. Bát cần rất chắc chắn, tay cầm này, tay cầm rất êm rất vừa tay đó, cầm này rất sướng luôn đấy này. À, vì cần to khỏe hơn, tay cầm nó hơi to để cho các bác dòng cá thứ tốt hơn. Ngoài ra đuôi của nó thì có thể là có ngạnh bốn này thì giúp chúng ta có những cái tì ở bụng ấy, thì tùy vào đây đỡ bị đau, chúng ta kéo những cá to thì đỡ bị đau thật. Đó, còn đây là chiếc cần của chúng ta. Đó, về chất lượng của chiếc cần này thì đây là sản phẩm là cần Bahamas. À, là hàng nội địa của Trung Quốc nha các bác nhá. Các khoen là hình chống gỉ rồi, như mình đã nói. Nên là cần này, nhất là tính năng của nó là bền. Và thứ hai là chịu lực khỏe. Đó, khoen này của nó này. Thứ ba thì giá của chiếc cần này thì là
rất cạnh tranh ấy, do các hãng sản xuất cần câu cạnh tranh với nhau, cũng như là do các người bán như mình cạnh tranh với khác thì muốn mang cái sản phẩm đúng chất lượng, đúng giá thành tới tất cả các bác. Nên là giá sản phẩm này là 950.000 một cần, 950.000 một cần cả phí ship nha các bác nhé. Thì thông tin của hãng là cái sản phẩm này là sản phẩm mang đến chất lượng nhất đến cho các bác, nên là giá thành nó khá là rẻ nhá, thì rất phù hợp với chất lượng. Thì hãng có bảo mình là cắt lợi nhuận để mang đến cái sản phẩm tốt nhất đến cho các bác các bạn. Nhưng mà cái đấy thì hãng báo với mình thôi, còn mình không biết là có chính xác không. Đó, thì đấy cũng là một điều tuyệt vời đúng không? Vì người ta nói thì làm xưởng làm lớn ấy, nên là người ta cũng nói thì chắc chắn là ông nói thật thôi, chứ chả ai gì nói một hai câu đùa đúng không? Đó, thì hãng này là hãng Showloon nhá, Showloon. Thì mình thì được hãng chọn làm nhà phân phối độc quyền cho hãng sản phẩm này. Đó, cũng rất là tự hào. Và với 3 năm kinh nghiệm, 3 năm bán hàng online của Câu Cá Du, thì mình đã mang đến cho khách hàng một cái niềm tin và uy tín về chất lượng rồi, nên là các bác yên tâm về bên Câu Cá Du mình nhé. Đó, còn về cái cần này thì bên mình sẽ bảo hành 6 tháng. Bảo hành 6 tháng. Nếu mà khoen dỉ, gãy hay là bong chóc gì thì bên mình sẽ đổi mới cho các bác nhé. Còn bên mình sẽ hỗ trợ cho các bác chọn đời. Các bác có liên quan đến vấn đề gì về độ loại cần câu hay máy câu thì có thể liên hệ ngay với Câu Cá Du qua số điện thoại là 0914726862 để mình tư vấn và hỗ trợ cho các bác nhé. Gọi lúc nào cũng được nhé. Đó, nên là các bác mua cần này thì yên tâm sử dụng nhé. Còn cái cần này ấy, thì đánh cá to, cá nhỏ thì các bác đều câu được. Là các bác vì sao? Vì chúng ta câu cần câu máy ấy, chúng ta câu cần câu máy thì các bác dùng spool này đúng không, thì cá nhỏ ấy, thì các bác vắt này lỏng ra để cho cá nó kéo này. Đó, cá nhỏ thì cũng được, thì nó kéo ra thì chúng ta lại quấn vào tay, thì lúc nào chúng ta cũng kiểu giữ này quấn, cá to thì nó kéo mạnh này để nó ra, cá nhỏ thì mình lỏng vặn nhỏ này, lỏng này ra thì nó sẽ kéo được. Đó, trơn. Đó, đấy là một phần của máy, nhưng mà kết hợp với cần này thì nó sẽ khác. Kết hợp với cần này thì kết hợp với cần này thì cái dây của nó này chạy thẳng lên đây này, cái dây của nó chạy thẳng lên đây, nó chạy trơn trượt lên đây này, cả bên máy ngang máy đứng đều được, chạy trượt lên đây, nên là không có tính ma sát với cần. Que này không tính ma sát vì nó trượt trực tiếp mà, cái dòng dọc này nó trượt đó nhá, cái này là trượt này. Đó, mình có thể được cả này. Đó, các bạn thấy chưa, nó trượt lên đây, nên là cá nhỏ kéo đi thì dây nó vẫn bị trượt, nó không bị chịu lực của cần nữa, chịu lực ma sát của cần ấy, nên là cá nhỏ cá to các bác đều kéo được. Đó, nhiều bác đi câu cầm cái cần này đi thì mọi người nhìn thì chắc chắn là cần này thì thấy cũng là lạ đúng không, mọi người sẽ nhìn thấy cần này, các bác câu ao hay sông nhỏ các thứ thì mọi người nhìn với cái mọi người sẽ nghĩ là kiểu sao mà cái hồ nhỏ này mà mang cái cần đánh kiểu đánh biển đánh quái vật này đi lên đây câu. Nhưng mà thực sự là cái cần này câu cá nhỏ thì đều câu được, nên các bác yên tâm ở đấy nhá. Thì lúc các bác lên được cá nhỏ ấy, thì mọi người sẽ nhìn với các với sẽ nhìn bác, các bác với cái cần này thì sẽ một cái ánh mắt khác. Đó, là không ngờ là trước cần câu to ngọn to này, ngọn 6,2 ly này mà vẫn dòng được những con cá nhỏ, vẫn câu được những con cá nhỏ. Đó, nên các bác yên tâm về chất lượng nhá. Đấy, thì đây là một niềm tự hào khi các bác đi câu mà được cá nhỏ mà bằng cần to này thì vẫn dùng được thôi. Còn cần câu này thì rất khỏe và bền nhá, nên các bác đi câu cá không sợ dòng được những con cá to, nên các bác yên tâm sử dụng. Còn các bác nên yên tâm sử dụng và đặt hàng qua số điện thoại là 0914726862 nhé. Đây là số điện thoại của Câu Cá Du. Thì trước cần câu này thì nó có thể kéo cá lên tới 69kg, nên các bác yên tâm nhé. Còn các bác đặt hàng bên Câu Cá Du ấy, thì các bác có thể test hàng như vừa để mình test nhé, có thể test hàng nhé. Các bác mở hàng ra kiểm tra hàng cẩn thận, xem sản phẩm chất lượng nào, khoen thế nào, có bị làm sao không, có dỉ không, hay là có xước xát gì không, thì các bác lúc đấy thì ưng ý thì các bác mới thanh toán cho người giao hàng và cầm hàng về nhé. Đó, các bác thấy yên tâm chưa? Ok chưa các bác? Đó, còn về sản phẩm này thì các bác
liên hệ đặt hàng ngay cho mình nhé. Thì sản phẩm này về đợt này thì có mấy chục cần thôi, như 40 cần thôi, 40 cần, nên là không có nhiều đâu, cũng sắp hết rồi đó. Thì bác nào đặt hàng thì liên hệ sớm nhé, nhờ bác đặt mình sẽ đặt tiếp lô sau. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video này nhé. Nếu mà còn vấn đề gì thắc mắc thì có thể để lại dưới bình luận của video này, hoặc có thể là gọi điện trực tiếp cho Câu Cá Edu, cũng như là vào fanpage Facebook là Câu Cá Edu. Đây là chiếc máy Niven AC này nhá. Đó, các bác có thể chiêm ngưỡng qua, mình sẽ kết hợp với cần này nhá. Cần là 950.000 bao ship. Còn các bác mà lấy thêm máy thì bên mình sẽ tặng thêm phụ kiện cho các bác nhá. Ok. Đó, máy này thì bên mình đã hướng dẫn rồi, thì các bác đã giới thiệu rồi, thì các bác có thể là ấn vào cái chấm này bên này này. Đó, chấm ở đây này, thì các bác có thể xem cái máy này nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.